xin so, kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ngày lễ Valentine sắp đến và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày lễ Valentine hoặc là dịch ra Nôm Na tiếng Việt đó là một ngày lễ của tình yêu. trước khi mà đi vào chương trình, so, Lê muốn gửi một vài lời đến quý vị. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện những chương trình làm những món ăn tinh thần để mà giúp đỡ đời sống của tất cả mọi người chúng ta và mục đích của chương trình là khiến cho chúng ta xích lại gần với nhau hơn. À, cho nên là sole mong quý vị hãy subscribe chương trình này nếu như cảm thấy thú vị và có ích cho một ai đó à, và đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta chào đón sự quay trở lại của sướng ngôn viên lưu mỹ linh xin chào chị lưu mỹ linh rất là vui khi mà có mặt chị uh, trong ngày hôm nay một lần nữa chào Sơn lê và xin kính chào tất cả các khán thính giả trước hết thì cảm ơn Sơn lê đã có nhã ý cho phép lưu mỹ linh trở lại trong chương trình ngày hôm nay chủ đề hôm nay cũng tương đối là thú vị ha Dạ, yeah. hôm nay thấy chị mặc một cái áo phải đó là màu sắc rất là rực rỡ đó nha Chắc là mới đi ăn tiệc về hay sao vậy? Có lẽ tại vì cái chủ đề này nó có nhiều màu sắc, có màu hồng, có màu đỏ, có màu xanh Cho nên là mình cũng cũng muốn làm sao để cho mình có một chút cảm hứng nữa ừ. Ngày hôm qua thì Xuân Coi trên chương trình mà ở trên TV đó Thì có thấy có một cái đoạn quảng cáo Người Mỹ thì đến ngày này thì họ hay mua sắm, đặc biệt là sô-cô-la thì trên cái hình sô-cô-la đó thì Sean có để ý thấy là Có một cái đoạn ghi là Love's forever Dịch nôm na tiếng Việt có nghĩa là một tình yêu bất tử Vậy thì theo chị đến thời buổi này rồi Thì có một tình yêu bất tử nào Mà à, vẫn còn hiện diện không? Linh hy vọng là cái buổi nói chuyện này của mình Sẽ là một cái buổi mình cùng bàn thảo với nhau Tại vì là trong phỏng vấn lên nha Tại Linh không <laughs> phải là một chuyên gia từ với khán tính giả Nhưng Chị khiêm tốn quá, chị rất là tài ba Nói về lĩnh vực gì chị cũng hiểu hết á <laughs> nhưng mà theo quan điểm của linh ấy thì ừ. uh, từ khi con người có mặt ở trên trái đất này là tình yêu đã hiện hữu rồi nếu mà tình yêu không có hiện hữu thì làm sao chúng ta có mặt ở tại đây đúng không và không phải chỉ có sô cô la mới nói đến tình yêu bất tử những cái đóa hoa hồng màu đỏ cũng để tượng trưng đến cái tình yêu bất tử của một cá nhân nào đó dành cho người mình yêu nói tóm lại là cái ngày lễ tình nhân hầu như tất cả các quốc gia âu châu họ đều celebrate cái ngày này hết nhất là những người ở trong đạo catholic ấy và bây giờ thì nó lan qua đến khu vực châu Á rồi. Họ cũng vinh danh cái ngày lễ tình yêu, nhưng mà theo Linh nghĩ đó thì bình thường ngày lễ tình yêu người ta hay đặt cái vấn đề là tình yêu dành cho đôi lứa thôi. Họ mua những món quà họ tặng cho người họ yêu thương, như bạn gái hay người phối ngẫu của mình chẳng hạn. Nhưng mà Linh nghĩ đó thì mình nhìn rộng ra hơn một chút là ngày để vinh danh tình yêu ở trên mọi phương diện hết chứ không phải riêng tình yêu đôi lứa ví dụ như tình yêu mình dành cho những người thân yêu của mình như là cha mẹ con cái đồng nghiệp bạn bè vân vân và tình yêu dành cho cả nhân loại tình yêu dành cho cuộc sống của mình cái khao khát muốn được làm người hoặc là ngay cả tình yêu thương mình dành cho những cái vật nuôi ở trong nhà như là những con thú cưng vân vân hay là những cái nguồn cảm hứng của cá nhân những cái passion mà mình đang làm thì linh nghĩ là tình yêu nó nó rộng lớn lắm và cái ngôn ngữ của con người nó không có đủ để cho chúng ta có thể describe để, để diễn tả được tình yêu cho nó trọn vẹn thành nó có nhiều cái cung bậc cũng có nhiều cái 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 cảm xúc khác nhau Tuy nhiên, chung chung thì mình thấy là cái ngày 14 tháng 2 là ngày người ta đi mua hoa hồng tặng cho người yêu, mua sô-cô-la tặng cho người yêu thì nhìn chỉ nhìn thấy là người mình yêu trước mắt thì mình tặng như vậy thôi nhưng mà xung quanh mình còn rất là nhiều người để cho mình thương yêu nhưng mà cái chữ gọi là tình yêu bất tử hình như là nó chỉ xuất hiện trên những cái những cái áo những cái uh, những cái hộp bánh sô cô la chứ còn ngoài đời theo son nhận thấy thì hiếm khi nào mà chúng ta có thể thấy được một cái tình yêu đừng nói là tình yêu bất tử cho dù là một cái tình yêu lâu dài tại vì người việt mình á thường hay có cái câu không biết là chắc chắn là chị đã từng nghe qua Tình chỉ đẹp khi còn gian dở đúng không? Câu đó đời mất vui thế. khi đã chọn câu thể. San so, nghĩ cái so, san so, so, quan niệm về cái câu câu thơ đó như thế nào? Theo son thấy thì uh, có lẽ là cái tuổi trẻ là cái tuổi mà cho chúng ta cái quãng đời mà chúng ta cảm thấy là sôi nổi nhất, có nhiều năng lượng nhất, rất là năng động và cái tình yêu nó cũng rất là mãnh liệt. Ở đây không muốn nói là tuổi già là cái tình yêu nó bớt mãnh liệt đi, nhưng mà hầu hết ai trong đời khi mà lớn lên đó, đều trải qua một cái giai đoạn nhất là tuổi trẻ. À, chúng ta yêu mãnh liệt lắm khi mà chúng ta gặp được một người mà một người mà hạp chúng ta hợp ý, ý. Ừ. vâng hoặc là tiếng xét ái tình gặp một người đó. Giống như lúc mình ở high school có tiếng xét ái tình một cái mình yes. không cần biết cậu đó hay cô đó ừ. như thế nào mình cứ biết là mình yêu Thì mình lao và mình yêu đúng không? coi như là trong thì người có bao nhiêu là rút ruột rút gan là yêu hết Trao cho tất cả đó nhưng mà từ từ thì cái tình cảm đó nếu mà không muốn nói là tình yêu nó nó, nó sẽ không còn mãnh liệt như là cái thời ban đầu nữa đúng tại vậy. sao vậy chị À, bây giờ mình trả lời cái câu hỏi đầu tiên là tình yêu bất tử có hay không linh nghĩ ừ. là có nó nằm ở trong tiềm thức của mỗi người ví dụ như bây giờ mình gặp một đối tượng mình yêu cái người đó và cái người đó yêu mình cái cuộc tình nó có thể rất là chóng vánh nhưng mà nó để lại những cái cảm xúc rất là mãnh liệt và nó 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 sẽ tạo ra một cái giống như là một cái impact á, cho đến cái đoạn cuối của cuộc đời của mình luôn nhưng hai người đó không đến được với nhau cho nên cái hình ảnh đẹp của cái người mình yêu nó vẫn còn mãi mãi ừ. và mình dù mình có đi qua hai cái hướng đường đời khác nhau nhưng mà mình vẫn còn nhớ đến cái người đó trong tâm và cái tình yêu nó vẫn còn tồn tại ở trong cái góc nào đó trong trái tim của mình. Even sau này mình lập gia đình, mình có con cái nhưng mà đôi khi mình nghĩ lại mình vẫn còn thấy xót xa và mình vẫn còn suy nghĩ người đó ở đâu và mình cũng ảo ước những điều tốt đẹp nhất đến với người đó thì cái đó theo linh nghĩ thì đó là tình yêu bất tử và nó sẽ còn nó sẽ còn chấn động trong cái tim của một cá nhân nào đó cho đến cuối đời và đôi khi họ chôn giấu ở trong lòng thầm kín và họ Họ, họ đau khổ lên một mình họ tiếc nuối lên một mình bởi vì có thể là cái quãng đường mà hai người gặp nhau nó rất là ngắn nhưng mà cái chấn động nó quá lớn nó khiến cho hai bên không thể quên nhau được thì cái đó là tình yêu bất tử theo linh quan niệm nhá nếu mà linh có gì sai sót thì mong là quý khán thính giả có thể góp đóng góp ý kiến để mình có thể học hỏi thêm còn về cái 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 câu thơ là đời mất vui khi lỡ hẹn vẹn câu thề bởi vì giống như Sean nói hồi nãy khi mà mình mới lớn đó, mình mình yêu gọi là tình yêu của mình nó mãnh liệt lắm. Ừ. Mình có thể rời bỏ gia đình, rời bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi đó của tình yêu. Nhưng mà đôi khi đó cái tiếng gọi tình yêu đó nó mù quáng. Tại vì mình chỉ biết mình yêu thôi nhưng mà đến khi mình đến gần nhau rồi với thời gian nó trôi qua cái bắt đầu mình nhìn thấy không hợp với mình ở điểm này điểm kia vân vân rồi tình yêu dần dần nó lụi tàn hoặc là chưa kể là nó còn nhiều yếu tố khác nữa nó khiến cho cái tình yêu nó lụi tàn đi thành ra mình đến nhưng mà nó không đó... có lỗi nó không có lỗi tình yêu không bao giờ có lỗi tại vì tình yêu nó có cái ngôn ngữ riêng của nó nó có cái lý lẽ riêng của nó đôi khi nếu mình đứng ở ngoài cuộc đó mình nhìn vào mình thấy tại sao kỳ thế tại sao lại không thế này không thế kia mình mình xét đoán người ta nhưng nếu mình đứng ở trong cái vị trí của người ta của một cái người đang yêu đó thì chắc chắn là trái tim không có lỗi bởi vì khi khi yêu rồi là trái tim nó lên tiếng nói chứ khối óc nó không lên tiếng nói được cho nên là đôi khi tình yêu nó cũng chết nửa đường bởi vì khi đến với nhau quá gần và biết là mình sai trong cái sự lựa chọn của mình thì lúc đó thật sự là cái câu nói đời mất vui khi lỡ hẹn câu thề nó rất là chính xác ừ. cho nên để nuôi dưỡng một cái tình yêu thì nhiều khi ở trong tiềm thức nó vẫn tốt hơn là đối diện với thực tế phải không nhưng mà linh nghĩ là nếu mà tình yêu mà không cho ta thỏa mãn thì chắc con người không sống nổi với nó đâu. <cười> <cười> nó sẽ hành hạ mình nhưng mà đến khi thỏa mãn rồi đó thì nhiều khi cũng lại rất nguy hiểm nó sẽ ừ. chán trường phải không san nghĩ sao linh linh thì linh nhưng, nhưng mà vậy. khi mình nó chán chường như vậy thì tại sao con người vẫn không ngưng yêu bởi vì cái bản năng của nhân ừ. loại khi mà được tạo hóa sanh ra từ ngày khởi đầu đó là phải sống với cái tình yêu thương tức là con người linh nghĩ là con người xuống đây là để học yêu thương ừ. tại vì san nghĩ đi nếu như không có tình yêu thì nhân loại đâu có tồn tại được cho đến bây giờ cho nên là linh nhớ có một câu thơ người ta nói nó nói là tình yêu được ví như là một căn bệnh lúc đầu nghe thấy sợ lắm, phải ông giống như ừ. người ta tưởng căn bệnh ung thư hay gì đó nó là đó. Nói là căn bệnh tương tư đúng không mình thấy không yeah. mình thấy một người ngần ngần ngơ ngơ cái mình nói ô cái người này bị mắc bệnh tương tư ừ. nhưng mà thật sự nó là một căn bệnh người ta nói rằng nó là một căn bệnh mà nó nó tự phát người nào cũng bị nhiễm hết đó chứ không phải là người này lây cho người kia nhưng mà nó tự phát và căn bệnh nó nó lây lan từ những đứa trẻ bảy tám tuổi cho đến những đứa trẻ bảy tám mươi tuổi tại vì khi yêu thì bảy tám mươi tuổi cũng giống như trẻ thơ vậy đôi khi ta cũng khủ khờ như trẻ thơ vậy nên, nên người ta nói người ta nói câu này rất là dễ thương căn bệnh nó lây lan ở trong những đứa trẻ từ bảy tám tuổi cho đến những đứa trẻ bảy tám mươi tuổi vì mình bị mắc cái căn bệnh này nhé vì nó nếu mình nói câu vì nó nó hơi nặng nhưng mà tại vì nếu mình nói rằng bị căn bệnh đó thì nó phải là chữ vì thay vì là nhờ đúng không vì nó mà con người ta mới thăng hoa vì nó mà ta mới có nguồn cảm hứng vì nó mà đôi khi những nghệ nhân đã để lại những tuyệt tác cho thế gian vì nó mà người nam biết ca hát mà cũng vì nó mà người nữ phải đồ lệ vì nó mà chúng ta mới tồn tại vì nó mà thế giới này nó mới mở rộng hơn nhưng cũng vì nó làm cho ta đau khổ và tiếc nuối làm cho ta phải khóc ròng hay làm cho ta phải điên loạn vì nó mà đôi khi ta điên loạn và rồi ta gây ra tội ác và rồi ta phải ôm cái sự hối hận, nuối tiếc cho đến cuối cuộc đời mà vì nó nó để lại những cái vết thương lòng đôi khi không bao giờ có thể có thể lành được. Căn bệnh truyền nhiễm này ghê quá. <laughs> như vậy người ta nói rằng ừ. cái đau đớn nhất ấy, là khi mình được chữa lành khỏi căn bệnh này như vậy Sơn có muốn được chữa lành không? No way chắc không, phải không? <laughs> chắc đấy. đâu chắc ai chắn đâu có muốn là được không chữa lành đâu. đâu. À, <laughs> à. Tại vì biết sao? Tại vì Sơn thấy là ngay cả cây lá, ngay cái hoa đẹp nhất nó cũng cần cái tình yêu. Ừ. Nếu như một cái cây hoa mà nó không có tình yêu thì nó nó mau lụi tàn lắm. Huống chi rồi. là con người. Tức là nhất định không chịu không chịu chữa chữa bệnh ừ. này phải không? Không. À, hồi xưa người ta có cái <laughs> câu gì ha? Câu gì ha? à Yêu là khổ mà không yêu là lỗ hả? Ừ. mà tha chịu khổ chứ không thèm chịu lỗ. Cái đúng. câu đó sao thấy nó rất là đúng. Ừ. Không có ai mà muốn bỏ đi tình yêu cả. Vì theo chị tình yêu lúc nào là đẹp nhất. Lúc nào nó cũng đẹp ở mỗi một cái cung bậc riêng, ở mỗi một cái cái lứa tuổi của mình, ở mỗi một cái giai đoạn trong cuộc sống, mỗi một cái hoàn cảnh nó đều có những cái nét đẹp riêng của nó. Tùy theo mỗi người cảm nhận, mình không có một cái mẫu số chung để ừ. nói rằng ở cái giai đoạn nào thì nó là đẹp nhất. Ừ lúc mà mình ở tuổi mười mấy hai mươi thì mình cho lúc đó là đẹp nhất nhưng ừ. mà lúc đó nó linh nghĩ là nó chưa có đủ chín chắn ừ. linh nghĩ nhưng có một lần người ta nói rằng mình cho rằng cuộc tình đầu là đẹp nhất nhưng mà họ lại nghĩ rằng cuộc tình cuối mới là đẹp nhất thì người ta quan niệm rằng cái người cuối là sẽ người, là cái người cùng đi với mình đến cuối cuộc đời ừ. tức là lúc mình chọn lựa đó là cái sự lựa chọn mà mình chín chắn nhất thì khi mà mình chọn một người để đi đến cuối cuộc đời và mình hạnh phúc thì cái đó là cuộc tình đẹp nhất người ta cứ những trong những bài ca những bài tơ hay nhắc đến tình đầu không? tình đầu là cái cảm xúc mãnh liệt nhất thật sự là mãnh liệt nhất nhưng mà nó cũng có thể là để lại những cái vết thương lòng ghê gớm ừ. nếu mà như vậy thì những cặp vợ chồng mà ở với nhau lâu năm đó lúc nãy chị có đưa ra một cái ví dụ như là một người mà người ta chỉ gặp trong một thời gian ngắn một cái giai đoạn nào đó rồi người ta tương tư người ta vẫn nhớ về người đó mặc dù là không sống chung thì ừ. đó là một cái tình yêu bất tử nhưng mà sao thấy ngược lại nếu như mà thấy nhau mỗi ngày đó nhiều khi mình còn chán nhau ừ. nữa thì sao qua một khoảng thời gian dài như vậy đó cho nên mới nói là khi mà người ta giữ cái tình yêu đó ở trong tiềm thức người ta không có đến với nhau được thì cái tình yêu nó đó ừ. đó còn sống hoài có nghĩa là không đến khi với nhau đến được thì nó được sống nhau. mãi. Khi họ không à. đến với nhau được mà họ còn đang ở trong cái giai đoạn là yêu nồng cháy mà họ không đến với nhau được thì cái hình ảnh đẹp đó nó vẫn còn lưu lại mãi cho đến suốt đời. Ừ. Nhưng mà mình không thể bảo đảm được rằng khi đến với nhau rồi, tình yêu nó còn được đẹp như lúc đầu hay không. Đúng vậy. Tuy nhiên á, ừ. mình cũng linh nghĩ là suy nghĩ một cách tích cực á, có những người người ta gặp đúng cái nửa kia của họ. Ừ. Và cho đến cuối đời họ vẫn hạnh phúc giống như là giống như là cặp tình nhân ấy tức là khi mà họ tìm được đúng người như là xô mấy như là người tri kỷ vậy đó gặp được đúng người tri kỷ và mình cảm thấy mình nhìn thấy mình trong người ta thì sẽ không có gì thay thế được thì cái tình yêu nó sẽ bền mãi hơn nữa là cả hai người đều phải cố gắng uh, hết sức mình để mà vun đắp cái tình yêu cho nó bền chặt thì nó ngoài cái tình yêu cái sự nồng cháy lúc đầu ra nó còn có cái nghĩa nữa nó còn có những cái sự hòa hợp khác ví dụ như sự hòa hợp về thể xác, về tinh thần, về những cái đường hướng của cuộc sống, về những cái quan điểm sống vân vân và vân vân nhiều cái yếu tố mà để khi hai người người ta gặp nhau được rồi nó giống như là trên đời này không còn thấy ai nữa hết thế giới này bao nhiêu tỷ người người ta chỉ thấy có người đó thôi thì cái đó là vẫn là tình yêu bất tử và trường hợp đó đinh đã gặp rồi ừ. đã gặp một số cô bác ấy, họ lớn tuổi lắm rồi mà họ vẫn thương yêu nhau như là những cặp tình nhân đó và đi đâu cũng đi chung và, và tức là mỗi một ngày khi mà đi làm việc hai người đi làm việc hai nơi mà giờ giờ lân chứ là họ gọi điện họ nói chuyện với nhau tức là không nói chuyện với nhau họ không chịu được thì đó là những tình yêu rất là đẹp thì nó phải dựa trên nhiều yếu tố lắm chứ không phải đơn thuần chỉ là yêu thương nhau nó phải có sự hòa hợp và cái sự đồng cảm nó nhiều thứ lắm như là thứ nhất là tình yêu nó phải đủ mạnh này thứ hai là về cái sự hòa hợp về cái đường hướng của cuộc sống cái quan điểm sống và sự hòa hợp về thể chất nữa rồi um, nhường nhịn lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và tế nhị. Chỉ cần nhìn là biết người kia muốn cái gì, tức là mình nhìn thấy mình trong người kia. Con người ta ngộ lắm. Linh nghĩ mỗi một người là một cái thế giới riêng. Đôi khi mình khó thể có để mở cửa được cái thế giới của một người khác lắm. Ngay cả khi người đó là người phối ngẫu của mình nữa. Mình cũng chưa chắc đã mở được cái cửa của tâm hồn của họ. Cho nên um, người Việt Nam mình có câu là đồng sàng mà dị mộng đó. Tức là ngủ chung giường nhưng mà hai cái tâm tư lại là khác nhau. Cho nên là nếu mà gặp được đúng người tức là họ nhìn thấy như là soi một tấm gương thấy mình thì cái đó là một cái hạnh phúc mà không ai có thể so sánh được và họ biết trân quý cái điều đó và họ biết rằng họ sẽ không có đánh đổi vì một cái sai lầm hay là một cái bốc đồng nào đó để đánh đổi cái đó là cái sự tôn trọng lẫn nhau và tình yêu nó rất là lớn để mà tôn trọng lẫn nhau để mà không muốn làm tổn thương người kia có cái những gặp rồi, có những đó. tình yêu nào mà có thật ở ngoài đời không phải là trong phim nha có thật ở ngoài đời mà chị thấy ngưỡng mộ không nhiều lắm, rất là nhiều, cái quan niệm về tình yêu giữa nam và nữ á, nó có phần khác theo như linh nhận thức được nha. còn nếu như có gì sai thì thì bổ sung thêm cho linh. đối với người con gái đó khi họ yêu đó thì cái người mà họ yêu thương đó là cả cái thế giới của họ, là cả thế giới. cho nên là khi họ làm cái gì họ cũng nghĩ đến người đó trước. đôi khi họ có thể sẵn sàng từ bỏ gia đình để đi theo cái người đó. nhưng mà đối với người con trai đó thì cái người con gái mà họ yêu đó là một phần rất là tốt đẹp ở trong cái thế giới của họ, chứ không phải là tất cả thế giới của họ. Cho nên đôi khi chúng thấy nó có những cái xung khắc. Ha, ha, hai người rất là yêu nhau nhưng mà cãi cọ nhau chỉ vì những cái hiểu lầm rất là nhỏ. Ví dụ như cô này nói là à, em đi đâu hay em làm gì em cũng nói với anh tại sao anh đi chơi với bạn anh không nói với em. Bởi vì người con trai có quan niệm chuyện đó nó không có quan trọng, nhưng mà người con gái đối với họ là quan trọng. Tuy nhiên, cũng có những người mà người đàn ông á, thì cái người mà họ yêu là cả cái thế giới của họ luôn cũng có chứ không phải không như là một cái câu chuyện tình mà linh rất là ngưỡng mộ à, nếu mà mình nhìn trên nhiều góc cạnh thì mình sẽ thấy rằng cái người này uh, vô trách nhiệm hay gì đó nhưng mà xét trên cái khía cạnh tình yêu thôi hôm nay mình nói về tình yêu thì mình thấy là một cuộc tình rất là đẹp như là một cái câu chuyện tình ấn tượng đó là ông hoàng đế Edward đời thứ 8 của anh quốc đó đầu vào đầu thế kỷ thứ 20 mươi lẽ ra là ông phải đăng quang nhưng mà ông lại quen với một người phụ nữ Người Mỹ tên là bà Wallis Simpson Mà người phụ nữ này đó là đã hai lần divorce rồi Và cái thời đó thì người phụ nữ thì hút thuốc các thứ đó Nhưng mà chẳng biết là cái hoàng gia bên Anh Quốc Hoàng gia nào cũng thấy họ có những sự khó khăn Và họ chỉ tức là kết hôn với những người ở trong hoàng tộc thôi để mà cái dòng máu hoàng tộc họ không có bị phôi phai đi ví dụ như là uh, công chúa của bồ đào nha thì lấy với lại hoàng um, hoàng đế của nước pháp hay là hoàng tử của bên đan mạch thì lấy công chúa của hy lạp vân vân tức là chỉ có hoàng tộc lấy nhau thôi ừ. chứ họ không muốn cái dòng máu đó lan ra bên ngoài ừ. thì lúc đó thái tử um, Edward là ông phải được đăng quang ông là bác của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ông phải được đăng quang thì lúc đó ông quen với người phụ nữ này là bà Wallis Simpson thì theo như lời ông tâm sự lại đó thì ông nói rằng lúc mà ông gặp bà thì ông cảm thấy rất là rất là gần gũi với bà bởi vì mặc dù là bà đã divorce hai lần và là một người phụ nữ vào cái khoảng thời gian thập niên năm 30 đó thì cái vai trò người phụ nữ nó rất là giới hạn nhưng mà người phụ nữ này lại rất là outgoing, rất là outgoing và rất là lịch thiệp, rất là vui vẻ lịch thiệp. Bà ấy có một cái gì nó, nó attractive mà nó 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 cuốn hút cái người đàn ông ở cái thời điểm đó. Mặc dù người khác nhìn vào thì người ta rất là sợ. Nhưng mà những cái cái cá tính đó thì nó không phù hợp với hoàng gia nhưng mà ông rất là rất là yêu bà mà lúc ông yêu bà đó thì bà vẫn còn đang ở với người chồng thứ hai thì hai người có cái quan hệ với nhau nhưng mà họ họ đều deny họ đều chối bỏ hết thì cho đến khi mà ông lên ngôi đó, vào khoảng năm 1936 rồi ông lên ngôi từ tháng 1 năm 1936 đến tháng 12 năm 1936 là cuối năm ông mới làm một cái buổi broadcast ở trước công chúng của Anh Quốc chạy qua radio qua làn sóng của radio đó công bố đó ông công bố ừ. là ông từ ngôi wow ông từ ngôi trong một cái buổi uh, buổi nói chuyện đó thì cái câu mà linh nhớ nhớ cái câu ấn tượng nhất đó. ông mới nói là với tư cách là một vị hoàng đế thì phải có trách nhiệm với đất nước và thần dân nhưng mà ông tự xét mình là ông sẽ không có thể nào làm chọn cái bổn phận của mình với tư cách là một vị hoàng đế mà phải um, có trách nhiệm với thần dân đất nước như thế bởi vì nếu như ông làm hoàng đế mà không có sự có mặt của cái người phụ nữ mà ông yêu ở bên cạnh và không có được cái sự support trong cái vai trò làm hoàng đế mà không có cái người phụ nữ ông yêu đó giúp bỏ ông cho nên ông xin từ ngôi hay quá đó là một cái câu chuyện phải nói là nó nó rất là khủng khiếp là dám bỏ quyền lực địa vị và cả một cái trách nhiệm với một cái đất nước lớn như thế mà vương quốc anh người ta gọi ngày xưa người ta gọi đế quốc mà người ta nói mặt trời không bao giờ lặn ở trên vương quốc anh lớn lắm điều này cho thấy là địa vị của một người phụ nữ rất là lớn ít ra là đối với một người đàn ông nhưng mà chưa xong nữa, chưa xong nữa, chưa xong nữa, ông còn ừ. ông chịu từ bỏ tất cả những cái á của một hoàng tộc, những cái quyền lợi, phúc lợi, quyền lợi người vua đó, của ông. ông chịu từ bỏ hết wow. và lúc đó hoàng gia coi như là giống như muốn bỏ luôn đó thì lúc đó ông ông cũng đồng ý và hai người đã dọn qua bên pháp và sống với nhau cho đến khi ông qua đời năm 1972, sống rất là hạnh phúc thì qua đó mình thấy là người ta sẵn sàng tiền bạc người ta có thể từ bỏ nhưng mà quyền ừ. lực sao người ta từ bỏ và hơn nữa trách nhiệm cả một cái hoàng tộc lớn như thế mà người ta dám từ bỏ vì tình yêu thì mình nói rằng tình yêu bất tử có hay không linh nghĩ là có ừ. có coi như là ông bỏ hết bỏ hết bỏ Giang Sơn để sống mà lấy như, mỹ nhân sống như là sống như là một cái người dân thường với người ông yêu bỏ luôn cái địa vị bỏ hết bỏ tất hết. cả cả hoàng tộc luôn ừ. wow bỏ hết Đúng là một mà người nếu mà à. thời bây giờ thế kỷ thứ 21 thì mình không nói, nhưng ừ. mà cái thế và cái thời đầu thế kỷ thứ 20 mươi năm 1930 và thập niên đó, đó là một chuyện vô cùng là khủng khiếp đó. Tại vì mình phải biết là ở trong hoàng gia nó có những cái giới hạn, có những cái giới luật rất là khắt khe. Thành ra là nếu mà một người mà dám từ bỏ như vậy là họ cũng phải có can đảm lắm và cái tình yêu này phải mãnh liệt lắm. Ừ. Rồi có những cái câu chuyện tình yêu mà mình cảm thấy nó khập khiễng á hồi nãy săn muốn nói săn có ý kiến gì về cái câu chuyện tình yêu của của vua Edward để, để bác không sao thấy cái câu chuyện này nó quá là quá là hay quá là thú vị tại vì rất là hiếm để mà thấy một người đừng nói là vua một người đàn ông bình thường có thể bỏ cả sự nghiệp của mình ừ. bỏ cả cái sự giàu sang phú quý lẫn ừ quyền lực nữa. quyền lực và chưa nói đến hoàng tộc giống như là gia đình của mình rồi, coi ừ. như là bỏ hết tất cả ừ, mà ông là một là, vị vua. Ừ, coi như là bị bị hoàng gia chối bỏ luôn đó. Ừ. Bỏ cả cha cả mẹ luôn đó. Mình phải ngưỡng mộ ha. Xét ừ. trên khía cạnh của tình yêu thôi, còn những khía cạnh khác thì ông bị người ta chê bai là ừ. ông là một người không có trách nhiệm với thần dân đất nước, với lại hoàng gia, vân ừ. vân và vân vân, hoặc là người phụ nữ này không có xứng đáng với ông, vân vân. Đúng rồi, tại vì vừa, vừa nghe chị nói là hình như người phụ nữ này là đã có hai đời chồng đúng không? Ừ đâu phải là một người con gái gọi là còn trinh tiết hay gì đâu ừ. đó thì đối với cái phong tục á đông thì chưa bao giờ thấy qua cho nên tôi có những điều linh nghĩ là mình may mắn là sống ở được một xã hội cởi ừ. mở đó. mình học được những cái điều rất là hay tình yêu nó không có tiếng nói nó không có một cái mẫu số để mà mình có thể xét đoán được nếu mà mình xét đoán một người mà người ta đang yêu thương đó, thì mình rất là sai bởi vì mình phải để cho tình yêu nó được tự do nó lên ừ. tiếng nói của nó đôi khi mình nhìn vào mình thấy nó không phù hợp hay là nó khập khiễng hay là nó whatever một cái lý do có thể đưa ra nó không có một nhưng cái đơn mà, vị đo lường đo hết nào hết tình yêu nó có cái tiếng nói riêng của nó ừ. và nó có cái mãnh lực riêng của nó và Linh nghĩ cái mãnh lực của nó, nó có lẽ chẳng có cái mãnh lực nào mạnh hơn đâu Ừ. giống như có một câu chuyện tình yêu rất là khập khiễng mà bây giờ họ sống hạnh phúc lắm và cái câu chuyện tình của họ đã bị uh, một vị uh, nguyên thủ quốc gia chê bai nhưng mà mình xét nó mình không nên chê bai ừ. như câu chuyện của tổng thống pháp đương nhiệm bây giờ là ông emmanuel macron á, với người vợ người vợ là bà brigitte macron người vợ lớn hơn ông là 24 năm 8 tháng tức là gần 25 tuổi câu chuyện rất là rất là đáng yêu bái kể lại là bái là cô giáo dạy ở trong một cái trường catholic cô giáo dạy về cái bộ môn như là nghệ thuật á, ở trong trường catholic Ông mà không lúc đó còn là học sinh, lúc đó ông là một cậu bé mới 15 tuổi thôi. Ừ. Ông đã tỏ tình từ lúc đó rồi. Ông nói là tôi lớn lên tôi sẽ nhất định cưới bà. Wow. Thì ở bà, bà mới nói là đúng là lời nói của một cậu trẻ con mà cũng rất là đáng yêu. Thì cái cái tỉnh nó nó nhỏ lắm mà ở miền Bắc của nước Pháp. <laughs> ông lại chơi với lại đứa con gái của bà ấy. Thì gia đình của ông cứ nghĩ là hai đứa chơi nhau là sẽ đây dating nhau. Nhưng mà đâu có biết được rằng ông có thương yêu bà này Ông đến nhà thăm cô gái là chỉ vì để được gặp người mẹ thôi đến khi cha mẹ của ông phát hiện ra là ông yêu cô giáo vậy đó là cho ông đi du học để cắt cắt cái quan hệ đó nhưng mà ông vẫn tiếp tục ông liên lạc với bà thì bà hy vọng là khi mà ông đi du học xa như vậy ông sẽ quên tại vì giống như bà coi là giống như một cậu con nít đó, thì sẽ quên nhưng mà ông không quên câu chuyện tình của họ bây giờ là ba chục năm rồi wow. và sau khi ông ấy ra trường ông trưởng thành ông đã leo lên rất là nhiều chức vụ lớn ví dụ như là ông là director của một nhà băng ông là cố vấn về kinh tế cho tổng thống pháp thời đó rồi ông là bộ trưởng về hình như là tài chính hay kinh tế gì đó vân vân tức là ông lên đến những cái chức rất là cao và đến khi ông lên chức bộ trưởng thì bắt đầu ông từ chức ông trở về ông làm việc như người bình thường mà ông rất là đẹp trai mà trẻ nữa rất là trẻ cái, cái nước Pháp là một cái nước gọi là the most liberal country. Nó rất là nó rất là thoải mái tự do. Thì um, suốt cả một cái 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 quá trình mà thành đạt của tổng thống mà không như vậy đó, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bóng hồng ở bên cạnh ông phải không? Vậy mà tại sao? Vì lý do gì mà không có một cái bóng hồng nào qua được một người phụ nữ mà lớn hơn ông 25 tuổi? cuối cùng làm sao mà bái phải đi theo ống cuối cùng bái phải ly dị rồi đám cưới với ống họ đám cưới với nhau vào năm 2007 tức là từ lúc ông 15 tuổi ông thương bái cho đến 2007 thì mới đám cưới tức là bao nhiêu năm trời ông theo đuổi bây giờ là đến bây giờ là họ quen nhau được hơn ba chục năm rồi hạnh phúc lắm rất là hạnh phúc mà lúc mà lấy nhau thì bái lớn tuổi rồi không thể sinh con nữa ông cũng ok luôn Ừ. mà họ đi đâu họ cũng nắm tay nhau và Linh có một người bạn quen, người đó có một người quen nữa làm việc ở trong phủ tổng thống đó thì cái người phụ nữ đó nói rằng hai vợ chồng rất là lịch thiệp, rất là lịch sự với lại nhân viên làm việc, Cũng như là họ humble lắm và rất là họ rất là hạnh phúc, rất ừ. là ngưỡng mộ. Nhưng mà à. bây giờ cái 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 sự khác biệt về tuổi tác nó quá cao ừ. như vậy đó, có lẽ là xã hội vẫn không chấp nhận cho đến bây giờ Linh nghĩ vậy. Không, sao nghĩ là bây giờ xã hội rất là cởi mở rồi, chắc không có không có ai phán xét ổng về cái vấn đề đó đâu. À, đặc biệt ổng là một người tổng thống đúng không? Không, người ta không có phán xét, ừ. lẽ đương nhiên không chỉ tình yêu không ai có quyền phán xét nhưng mà trước giờ đó cái 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 quan niệm của con người là nam vẫn phải phải lớn tuổi hơn nữ. Ừ. Có thể một người đàn ông có thể lớn tuổi hơn vợ mình ba chục tuổi cũng không sao. Nhưng mà người phụ nữ mà lớn tuổi hơn chồng mình tới 25 tuổi thì thì nó là một chuyện rất là hi hữu, nó rất là khó có thể xảy ra. Ừ. Nhưng mà nó là một cuộc tình thật sự là đẹp ít ra thì ông đã là một người uh, ông đi tiên phong hả trong uh, cái sự mà phá đi cái rào cản của vấn đề tuổi tác à uh, không phải là son thấy cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ thôi đối với nhiều người nhưng mà son cảm thấy là ông đã sống một cuộc đời gọi là trọn vẹn có nhiều người người ta thành công lắm thứ nhất người ta giàu có hoặc là người ta có nhiều quyền lực nhưng mà chưa chắc gì cuộc sống của người ta hoặc là cuộc đời người ta được trọn vẹn tiếng anh người ta gọi cái chữ đó là fulfillment đó. Uhm. chưa chắc đâu nhưng mà ông này thì ông vừa thành công ông vừa thành đạt mà ông lại được trọn vẹn với một cái tình yêu như vậy thì đó tình rõ đầu, ràng đây là một cái đấy là tình đầu nha. tình đầu của hồi ông. nãy mình có nói chuyện là wow. tình đầu nó giang dở thì nó đẹp và khi nó trọn ừ. vẹn câu thể thì nó không đẹp nhưng mà cái này ừ. cuộc tình đầu của ông mà rất là đẹp nhưng mà lúc nãy khi mà chị nói về cái vấn đề gọi là cái chuyện mà tình yêu bất tử đó, thì có vài chi tiết rồi sanh so cảm thấy rất là thú vị có nghĩa là chị đề cập đến những cái đức tính à, hoặc là những cái đặc tính như là à, để mà có được một cái tình yêu lâu dài như vậy là là mình phải nhường nhịn mình phải tế nhị, mình phải có một cái sự thấu hiểu, mình phải có một cái sự hòa hợp về thể chất, vân vân. Vậy thì theo chị, cái đặc điểm nào mới là quan trọng nhất không thể nào mà thiếu được? Mỗi đặc điểm đều có cái quan trọng để nó nó, nó giáp lại thành như là mỗi một như là San nói vậy là San lấy từng miếng puzzle ra rồi. Ừ. San phải giáp lại lấy từng miếng puzzle San giáp lại thì San mới có được một bức tranh hoàn hảo. Nếu thiếu một miếng thì bức tranh nó cũng bị lủng đâu có đẹp đâu. Cho nên bây giờ ví dụ nói là hòa hợp với vấn đề thể chất. Ok, nhưng những yếu tố khác không hợp nhau thì sao? Ví dụ như là cứ gây gổ cãi nhau thì tình yêu cũng đâu có trọn vẹn đâu, cũng đâu có thể nào mà bền được. Hoặc là cái người đó rất là tốt nhưng mà cái người đó thiếu tế nhị. Nhưng, nhưng mà phải... nhưng mà có cái cái nhường nhịn rồi, thiếu tế nhị thì bây giờ nhường nhau có được không? Không lẽ nhường một phía? <laughs> bây giờ linh thiếu tế nhị với người đó, người đó cứ phải nhường nhịn linh hoài à? Rồi dần dần tình yêu nó cũng lụi tàn chứ. Uhm. Khó lắm. Cho nên là nếu mà gặp được một người tri kỷ đó, linh nghĩ là nên open up nói chuyện với nhau hết ở vấn đề này mình cứ như thẳng thắn với nhau đó vấn đề tính tình mình như vậy tính tình như kia mình cùng hòa hợp với nhau mình ừ. mình mình xem cái điểm nào mình tương đồng thì mình 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 củng cố nó còn cái điểm nào mình cảm thấy mình khác biệt thì mình làm giảm bớt đi cái sự khác biệt ừ. giống như mình cố gắng mình xây dựng là, như vậy đó không biết linh có sai hay không nha linh cảm thấy có nhiều người cứ quan niệm là nhịn nhưng mà lại không có nói chuyện ừ mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với nhau. Đôi Nhưng khi mà... muốn nói mà không biết nói như thế nào. Đúng, cái đó mới là vấn đề làm sao mà mở lời để nói ừ. thì Linh nghĩ là mình phải chọn một cái lúc nào mà nó vui vẻ cả hai bên, tức là biết nói cái gì và biết nói vào thời điểm nào. Ai phải chủ động? Thì nếu mà trong lòng mình ví dụ như mình là người mình cảm thấy mình phải nhịn nhiều quá hay là mình ai cũng vậy thôi, ví dụ người vợ và người chồng đều phải chủ động, ví dụ như người vợ làm cái điều gì đó người chồng không vui, trước mặt ừ. bạn bè đi. Thì người chồng sẽ không có la hét như thế tại vì người đàn ông người ta đâu muốn bị mất mặt trước bạn bè họ đâu ừ. thì ví dụ có điều gì mà không vừa ý thì về nhà nói thay vì là đứng nói trước mặt mọi người thì người chồng có thể về nói là ồ em làm cái điều đó uh, nó như thế này thế này kia gì đó còn người vợ cũng vậy nếu mà người chồng thiếu tế nhị đi thì người vợ sẽ chọn một cái lúc nào hai người vui vẻ mình nói nhưng mà cái cách mà mình nói làm sao để cái chuyện lớn nó thành nhỏ chứ không phải để cái chuyện nhỏ nó thành lớn ừ. nhưng mà linh nghĩ là cả hai bên đều phải có cái thiện trí lắng nghe và sửa đổi đúng vậy để mà để mà củng cố thêm cái tình yêu ừ. chứ còn không phải là uh, một bên cứ phải nhịn hoặc là nói rồi bên kia không chịu chấp nhận và mình phải biết xin lỗi nhau mình có sai mình phải biết xin lỗi ừ. mình nghĩ là như vậy bởi vì son son thấy những cái đặc tính như thế này Thế giới này có cả bao nhiêu tỷ người như vậy, đâu phải ai cũng có được hết những cái đặc điểm này đâu. Rất Chắc là khó. Nhưng mà nó cũng còn tùy ừ. người, ví dụ như có những ừ. người mình người ta khó tính để người ta đặt nhiều vấn đề như vậy, Đúng. cũng có những người người ta dễ tính lắm, họ chỉ cần được yêu thương thôi hoặc là ừ. cần xây dựng một mái ấm gia đình thôi. Và một người một người nam họ cần họ chỉ cần có một người vợ để họ yêu thương tôi và không quan tâm đến những cái, cái tiểu tiết nhỏ nhỏ không sao hết họ dễ dàng đó thì họ sẽ sống hạnh phúc còn ví dụ như khó khăn quá đó thì sẽ cần phải kiếm một đối tượng nào mà mà phù hợp với mình sao nghĩ là không có ai mà hoàn hảo cả đâu exactly, không ờ, phải, phải có hoàn hảo. đúng phải phải có um ý là phải missing một trong những cái đặc điểm mà mình vừa mới nêu trên chắc chắn là missing nhiều nữa yeah. chứ không phải là một điểm nhiều khi nhiều nữa nhưng mà đôi khi mình nhiều khi mình 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 nghĩ là ô mình lấy những cái điểm tốt đẹp của họ mình bù đắp qua đúng ví dụ như là, ố anh này anh anh hay hay nhậu ví dụ vậy đi, ừ. ờ, nhưng mà anh đi làm về anh lo cho con, anh tắm rửa cho con, anh lo cho mình thì người ta bỏ qua hết. Ừ. Dù gì, ừ. à, nhưng rồi. mà lúc nãy chị nói, chị nói lên một cái vấn đề mà son cảm thấy cũng rất là hay đó là phải có cái thiện chí để mà ngồi nói chuyện và lắng nghe, thấu hiểu. Ừ. Ừ. Chỉ có vậy như vậy. Cần phải nói chuyện với nhau. Đúng nhiều. vậy. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải quyết được những cái vấn đề. Còn Đúng nếu vậy. mà cái chuyện đó không làm được thì. Đúng vậy. Ngộ lắm nha Linh thấy có nhiều người bạn bè đó họ không thể tâm sự với nhau được ừ. lại tâm sự với bạn. Tôi nhờ bạn nói lại. Không. Ồ, không luôn. Chỉ tâm sự để xả cái cái xả cái nỗi niềm ra thôi à. chứ lại không thể tâm sự được với cái người chung chăn gối với mình. Yeah. Thế mình mình cũng mình cũng bắt đầu từ đó làm cho mình suy nghĩ. Nếu mà như vậy đó thì giống như ông bà mình hay nói đồng sàng mà dị mộng đó. Ừ. Nhưng mà họ vẫn thương yêu nhau chứ không phải không thương nha. Không phải không thương, nhưng mà có lẽ là cái thế giới của người ta mình vẫn chưa mở được hết. Ừ người ta chưa mở cửa cho mình bước vào hoặc là mình chưa để ý để mà mình bước vào hay sao? Ừ. Hoặc là mình chưa mở đúng chỗ Có thể. Ừ. Có thể lắm. Có thể như vậy. Okay. Nhưng mà thật sự ra đó, người phụ nữ đó ai cũng muốn được thương yêu, ai cũng muốn nhõng nhẽo với người mình yêu hết á. Đôi khi mình muốn trở nên thật là bé nhỏ để người ta bảo vệ mình. Có cái bài hát mà nói là à, con gái nó có là không nó không là có rồi chẳng uh -huh. tin không? Có thể, có thể. Có thể ừ. Hình như là tất cả luôn nhưng mà có thể. Really? Con gái mà nói có là không thì nói oh. không là có. Có nghĩa là thôi <laughs> em không cần quà, có nghĩa là em cần quà đó hả? Đúng vậy. Đâu có ai, đâu có người con gái nào mà không thích quà, không đức, không thích được o bế à, được tặng đâu. Vậy đó. Thật sự ai cũng thích hết bởi vì cái ừ. cái cái món quà đó nhất nhất là ngày lễ Valentine than nó show cái tình yêu của cái người mà mình yêu, thì ừ. mình cảm thấy là ô mình được người ta quan tâm đến mình. Ừ. Mình thích lắm, mình vui lắm. Nhưng mà đôi khi nếu mà cái người phụ nữ mà mình yêu đó mà người ta nói rằng thôi em em không có, em không muốn quà đâu, em chỉ muốn anh thôi thì cái người nam đó là người rất là hạnh phúc. Ừ. Phải nói là vô cùng là hạnh phúc chứ còn con gái không ai mong muốn quà hết á nhưng mà đôi khi đó cái tình yêu của họ quá lớn nên họ không cần cái gì khác Họ chỉ cần cái người đó thương họ thôi là họ đã thấy hạnh phúc rồi thì tức là cái người con trai phải cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng mà có quà thì hạnh phúc hơn chút có xíu có quà đấy. thì hạnh phúc hơn nhưng mà đôi khi thấy cái người họ tế nhị đôi khi họ thấy cái người cái người bạn đời mà họ chọn nó cái người cũng vất vả đi làm <laughs> kiếm tiền Bây giờ tự nhiên mua một món quà về xa xỉ phẩm nhiều khi họ cũng ngại á <laughs> ra họ sẽ từ chối bằng cách là không em không thích quà đâu em chỉ thích anh thôi <laughs> hoặc là hồi tối nay anh spend time với em hay là mình đi ra ngoài đi chơi ừ. thế đó là linh linh nghĩ là là người nam đó là cảm cái thế giới của cái người nữ đó đó ừ. nhưng mà con gái nó có là không nó không là có đúng ấy. nhưng mà không à. sao em không cần quà nhưng mà anh sẵn sàng bán chiếc xe đi mua cái nhẫn đai mình cho em như vậy là như vậy là em em không có xe để đi sau này ai tới đón em <laughs> đi bộ à? <laughs> biết đâu được em cảm thấy cảm động quá rồi cái tình yêu nó nó lại đến một cái cung bậc khác thì sao cái đó tùy theo hoàn cảnh đúng không nếu ừ. mà người người kia khó là có khả năng dạ yeah, nếu mà có khả nếu năng người kia có khả năng à. thì nói chung là đừng có đừng là mình... có để mình rơi vào một cái tình huống gọi là quá khó khăn khổ sở là được rồi đúng không vẫn còn xoay sở được là ok chứ, chứ um, chúng ta không phải là một um, những nhà chuyên gia về uh, Đúng kinh rồi. tế cho nên là không đưa ra những cái bài toán kinh tế cho quý vị được mình cũng yeah. không phải chuyên gia về tình yêu cũng không phải chuyên gia về tâm lý nhưng mà ừ. mình chỉ chia sẻ với nhau những cái gì mà mình học hỏi được ở Đúng. một cái xã hội mà mình có cơ hội học hỏi rất là nhiều nhưng mà mình... chắc chắn là những cái câu chuyện mà chị vừa mới chia sẻ là sẽ giúp ích được cho rất là nhiều chị em phụ nữ ở ngoài đó sao nghĩ là như vậy đó về khía cạnh như thế nào về khía cạnh xây dựng đóng góp ừ. à, và sẵn đây muốn hỏi chị luôn là khi mà một cuộc hôn nhân mà nhiều năm như vậy đó, cái tình yêu có cảm giác như là dần dần bị phai nhòa đi hoặc là không còn mãnh liệt như là cái thổ ban đầu nữa, thì có cách nào để mà khắc phục đó để cho cái cặp gọi là vợ chồng có thể xây dựng, có nghĩ cái đó một nó một tùy tì theo đẹp hơn. hoàn cảnh của từng cặp đôi, ừ. mình không có mẫu số chung. Lúc đầu thì tình yêu nó mãnh liệt lắm nhưng mà đến khi đến với nhau, lấy nhau có con có cái này, rồi phải uh, chung đụng với nhau 24/7 này ừ. thì dễ đương nhiên cái lửa đó nó sẽ nguội dần dần nhưng mà nó sẽ nhường chỗ lại cho cái tinh thần trách nhiệm và cái nghĩa. Chị nói đúng đó, tại vì mới đầu lấy nhau là đâu có con cái rồi đúng không? Đúng. Nó khác. Nhưng mà khi có con rồi thì lúc mọi đó thứ là cái nó, là, sẽ nó là cái nó là cái cái kết quả của cái tình yêu của hai người ừ. thì nó sẽ đưa, nó sẽ đi lên một cái cung bậc nó trầm hơn nhưng mà nó sâu hơn. Còn khi mà nó sôi nổi lúc đầu nhiều khi khi mà break ra người ta cũng có thể đi gặp người khác. Ừ. Nhưng mà đến khi lấy nhau mà có con rồi đó thì bắt đầu hai người phải chung tay nuôi đứa con, nhiều khi người chồng phải đi làm kiếm tiền, đi đi làm về mệt vân vân, người vợ lo con mệt thì cái sự mà sôi nổi lúc đầu nó không còn nữa, nhưng mà nó sẽ nhường nhường lại, mình nhìn thấy đó là tinh thần trách nhiệm và rồi cái nghĩa thời xưa cô ấy chưa lấy mình cố đẹp như thế nào cô ấy uh, tươm tất ra làm sao bây giờ ừ. vì mình sanh đứa con ra cố phải nuôi nấng đứa con chăm sóc bây giờ cô ấy còn không có thời gian để tự chăm sóc bản thân nữa cái sự hy sinh cái tuổi trẻ với lại cái nhan sắc của người phụ nữ để mà lo cho đứa con như vậy đó thì ừ. người chồng sẽ rất là cảm kích rồi người vợ cũng cảm kích một điều là bây giờ anh không có còn nồng cháy như ngày xưa bởi vì anh đi làm với anh mệt mỏi anh phải đi làm để nuôi vợ nuôi con ừ thành ra là cái 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 lửa đó nó nguội đi nhưng mà nó sẽ nhường lại cho một cái cung bậc nó trầm lắng hơn và nó sâu đậm hơn. Đó là cái nghĩa cử đối với nhau rất là hay. Rồi với thời gian lâu dài đó đôi khi mình tưởng là không còn yêu thương nữa nhưng mà nó nằm đâu đó nó vẫn còn. Ừ. Ví dụ như mình sống với nhau một thời gian lâu rồi, ví dụ 15 năm, 20 năm thì thì mình sẽ không còn phải giữ kẽ như lúc đầu mình gặp, dụ lúc đầu à. uh, mới yêu thì trước khi anh đến đón là em phải sửa soạn tươm tất vân vân và vân à. vân. Bây giờ đâu còn cái đó nữa, nhiều khi về con cái này kia rồi lo nấu nướng, rồi nhiều khi mình cũng chưa có sửa soạn trưng diện nữa thì cái cái hình ảnh ban đầu nó không có còn nữa. À. Rồi đôi khi người chồng cũng về mệt quá rồi nằm nghỉ ngơi hoặc là coi tivi không có để ý đến vợ hoặc là ngủ vân vân đôi khi nó cũng có những cái lúc mà nó nguội lại ngay cả trong vấn đề kia thì đôi khi mình cứ nghĩ là người chồng không thương mình hoặc là người chồng nghĩ người vợ không có thương mình nhưng mà thực tế nó không có phải là bởi vì khi mình đụng với cái đời sống hàng ngày đó mà chung với nhau thì chắc chắn nó không thể nào được như cũ rồi đến một ngày vô hình chung mình đi ra ngoài thì nên có người khen mình đẹp người khen mình quyến rũ này kia cái tự nhiên mình, mình 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 sao xuyến mình nghĩ rằng chồng mình không có nói được những câu đó chồng mình không có thương mình vậy là cái người kia thương mình nhưng mà mình kỹ sâu lại mình thì mình thấy rằng chẳng qua người ta chỉ gặp mình lúc đầu thôi còn người chồng mình gặp mình 24 mươi trên bảy mà nhưng mà đến khi mà nói rằng ô tôi sẽ bỏ cái người đó để tôi đi theo tiếng gọi tình yêu đi nghĩ chắc không ai bỏ đâu hiếm lắm ngoại trừ một số trường hợp là khi họ không chịu đựng nhau được nữa hoặc là người chồng có những cái gì đó khiến cho họ đau khổ quá hoặc là người vợ làm gì cho họ đau khổ quá vân vân, nó có nhiều cái yếu tố thì lúc đó nó mới đi đưa đến sự đổ vỡ thôi chứ còn nếu mà chỉ vì một vài cái sự lạnh nhạt thì chắc không đâu tại vì người ta cũng sẽ suy nghĩ sâu sắc lại là ngày xưa cái người mình yêu đến với mình cũng là vì thấy mình đẹp, mình tươm tất thì bây giờ cái người kia cũng nhìn mình như vậy thì nếu mà mình lấy người kia một thời gian nó cũng sẽ giống như người chồng mình thôi. Ừ cho nên tình yêu nó 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 nằm đó nhưng mà nó ở một cái giai đoạn là nó trầm nó trầm lắng xuống sâu Và... hơn nó, nó nó là cái nghĩa rồi nó là ừ. cái sự mà cái sự kết nối một cái mối dây liên hệ nó vô hình nhưng mà nó rất là mãnh liệt với đôi khi á, mình nghĩ là mình không thể buông bỏ được ví dụ như là ô oh, con cái hay là những cái mối liên hệ khác giữa vợ chồng cái tình cái nghĩa mình ngồi mình nghĩ lại những cái lúc đó, đó. khó thể bỏ nhau được lắm ừ. ngoại trừ là một số trường hợp như là bị đối xử hai người không còn thương nhau thật sự mà đối xử với nhau tức là không còn tôn trọng nhau nữa đó thì cái đó mình không có ý kiến cho nên nó không có một cái mẫu số chung đâu san mỗi một cặp đôi là một cái hoàn cảnh khác nhau ví dụ như mình ngồi nói chuyện chung chung như vậy này thì nó là một cái 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 general nhưng mà nếu mà mình ngồi nói chuyện với một cặp đôi riêng đó, thì mình mình sẽ biết từng hoàn cảnh của họ như thế nào thì, mỗi người thì, mỗi cảnh ha yes. yeah. nó nó sẽ khác chứ không phải là chung chung như mình nói vậy là mà, tình yêu mà khi mà nó không còn sôi nổi mãnh liệt như thời trẻ nữa mà nó nó dịu dàng hơn và đôi khi có thể là một chút thờ ơ không có nghĩa là tình yêu đó đã lùi tàn đúng không nào không chắc không ừ. chắc chắn là không nhưng mà nó có những yếu tố khác để mình có thể xét đoán được tình yêu nó có lùi tàn hay không có nhiều yếu tố khác ừ. nhưng mà mình hôm nay đã mình mình chỉ muốn bàn luận về cái vấn đề cái, cái cái tình yêu nó là một cái yếu tố mà phải nói là nó quan trọng nhất trong đời sống của cả nhân loại không ừ. phải chỉ là tình yêu giữa trai gái đâu ừ. tình yêu mình dành cho cuộc sống mình yêu cuộc sống này mình yêu công việc làm của mình mình yêu cái cái nguồn cảm hứng của mình ví dụ như là một cái một cái nhiệt huyết nào đó của mình một cái đam mê nào đó của mình 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 dành hết cái tâm huyết của mình cho cái đam mê đó ví dụ như những người nghệ sĩ những người nghệ nhân vân vân hay những nhà khoa học sáng tạo những người scientist họ có những cái đam mê mà họ có thể từ bỏ hết để mà họ đuổi theo cái đam mê đó của họ hoặc là có có những cái người bác sĩ mà linh rất là ngưỡng mộ họ không có một cái đời sống riêng tư của họ luôn ừ. cả một cuộc đời họ đi họ đi chữa bệnh cho nơi này chữa bệnh cho nơi kia những cái nơi nguy hiểm nhất những cái nơi mà khổ sở nhất họ đến mà đồng lương không có bao nhiêu hết đó họ chỉ biết là hy sinh và giúp đỡ thôi thì cái đó là cái tình yêu dành cho nhân loại ừ. mới học ra trường thôi mới đậu bằng bác sĩ thôi là đi tia hết giống như là bác sĩ không biên giới đó đi qua những nơi mà tận cùng của trái đất nghèo khổ nhất bệnh dịch nhiều nhất để mà đi qua nơi chữa bệnh bỏ cả tiền lương tức là không cần biết địa vị cao sang tiền lương trả rất là ít vậy là họ đã định nghĩa được rất là rõ ràng cái mục tiêu sống của họ cái sứ mạng ừ. của họ là gì trong cuộc sống rồi mà như vậy những người họ đi ừ. như vậy họ sẽ không có thời gian cho cái tình yêu đôi lứa rất là ít hoặc là tình yêu mình dành cho con cái cho cha mẹ cho cho những người bạn của mình vân vân mình không thể gọi là như là tình yêu nhưng mà nó là tình thương yêu giữa người với người ừ. mà linh nghĩ là nếu mà không có tình yêu làm gì có làm gì có nhân loại nhỉ ừ. mà tình yêu là căn bản của tất cả các tôn giáo nữa Sean thấy không tất cả các tôn giáo đều nếu nói tình yêu hết. mình sống mình phải biết thương yêu xung quanh ừ. trong đạo công giáo có câu là đâu có tình yêu thương thì ở đó có đức chúa trời đó à. có nghĩa là thượng đế là tình yêu thương nếu mình không có tình yêu thương tức là mình sống không đúng không đúng với thiên ý này. Ừ. thượng đế là tình yêu thương căn bản của thượng đế là tình yêu thương cho nên con người được đưa xuống trần này này là để học hỏi thương yêu lẫn nhau học hỏi thương yêu lẫn nhau mà đôi khi mình mình chưa học được cái bài học đó mình nghe là rất là dễ nhưng mà mình thực hành thì nó vô cùng là khó. Tại vì nếu mà mình có thương yêu người khác thì mình đâu có hãm hại người ta đúng không? Ừ. Đâu có chiến tranh, đâu, đâu có chiến chết chóc đâu, đâu có phá hoại này ừ. kia, đâu có để cho người ta chết. Cho nên là coi cái bài học tình yêu nó dễ như vậy thôi nhưng mà nhân loại nghĩ là chưa học được, có học được phần nào nhưng mà để học được hết thì chưa học được. Bởi vì nếu mà mình học được hết á, thì thượng đế sẽ rất là vui lòng và sẽ không có chiến tranh, sẽ không có những cái chết chóc ở xung quanh mà mình nhìn thấy hàng ngày, không có cướp bóc cho nên là mình thấy những cái thảm họa nó xảy ra trong xã hội cũng là vì xuất phát là vì vì nhân vật đó không có tình yêu bị ruồng bỏ ví dụ như một đứa trẻ nó bị bully ở trong trường nó bị uh, cha mẹ divorce rồi là ruồng bỏ nó để cho nó bơ vơ rồi không giáo dục nó đến nơi đến chốn rồi nó bị mặc cảm cho nên là nó có khuynh hướng bạo lực nhưng mà những những, những như san thường kể với liên những cái mass shooting á anh thấy không yeah. toàn là những đứa Mang trẻ giống nhúng bị... trường đó rồi ừ. đó là những cái cái cái, cái example nha một là những đứa trẻ đó nó không có được cái tình yêu hai là nó hoặc là những người mà yêu quá rồi đâm ra bị bị điên cuồng rồi đi ừ. ám hại người yêu của mình đúng rồi đó. trong trường hợp mà yêu mà không được người ta đáp lại đó, đó. hay là đi giết người ta cũng vì tình yêu hả? cũng vì tình yêu nhưng ừ. mà cái đó là nó 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 bất bình thường rồi ừ. nó bất bình thường nhưng mà nó cũng từ mấu chốt của tình yêu thôi cho nên người ta mới nói là tình yêu là một căn bệnh đó vì vì nó mà mình có thể tàn sát người khác vì nó mà mình có thể làm những chuyện điên rồ đó. Ừ. Nhưng mà linh thấy ngay cả một người đi, đứa trẻ thì mình thấy là nếu mà nó nó sanh ra trong một cái môi trường nó không được yêu thương, nó không được giáo dục, nó không được chăm sóc thì thường thường nó có khuynh hướng bạo lực rồi, rồi đi học lại bị bạn bè ruồng bỏ nữa, ừ. rồi xã hội cũng để ý nữa thì mình mình thấy những cái hậu quả mình đã xảy ra mình thấy mỗi ngày trên tivi rồi. Còn ngay cả những người lớn thì trưởng thành rồi không có khả năng để có bạn bè và giao tiếp ở ngoài xã hội. Thì cha mẹ cũng không để ý thì họ tự cô lập họ lại đó Rồi đi làm cũng phải ở trong công sở đi làm Cũng không có kết bạn được Bởi vì nhiều khi người ta không muốn kết bạn người này Người ta cho rằng người này lập dị quá hay người này có cái gì đó Họ không muốn chơi hay là có một cái gì đó vân vân Bất cứ một lý do nào Nhưng người đó cảm thấy bị xã hội ruồng bỏ họ thì thường thường những đối thủ những cái đối tượng đó là những đối tượng có thể là là những kẻ giết người họ thù oán cái xã hội nó cũng giống như những đứa trẻ nó lớn lên nó, nó, oán hận cuộc đời nó oán hận xã hội mặc dù cái sự ra đời của nó đâu phải là là tội lỗi đâu nó đâu có chọn để ra đời cha mẹ chọn mang nó ra đời nhưng mà lại chọn một cách vô trách nhiệm là không chăm sóc cho nó thành ra tự nhiên vô hình chung là hủy hoại cả một cái cái cái, cái cuộc sống cả một cái tánh mạng cả một cái tương lai của một đứa trẻ và ngay ngay cả một cá nhân nữa mình cũng không thể phủ nhận được rằng có những người tư tưởng của họ nó cũng hơi quái dị bất bình thường ra chính vì họ bất bình thường cho nên xã hội mới ruồng bỏ họ nhưng mà nếu như mà nó có những cái kết nối xã hội giữa người với người đó thì mà cho người ta cơ hội đó thì cũng sẽ bớt tạo ra những cái bạo lực. Linh linh nghĩ là như vậy, có thể là Linh không có đúng hoàn toàn, có thể có cái gì cần cần bổ sung thì rất là hợp lý. cho no, thấy cái chuyện đó rất là hợp lý nhưng mà làm cách nào để mà tiếp cận những người như vậy đúng không? đôi khi mình đâu có biết được là người này là đủ tình yêu thương hay là chưa ừ. cũng khó lắm à. khó lắm để mà mình mình có thể cho nghĩ tất giải quyết cả đều không? bắt nguồn từ gia đình đúng, chị thấy sao đúng bắt nguồn từ cái sự thiếu vắng tình yêu thương mà nó ra như ừ. vậy tại vì có tình yêu thương thì mới có sự giáo dục tại mình có quan tâm chăm sóc thì mình mới chuyển hướng và hướng dẫn cái đứa nhỏ nó như thế nào nó trưởng thành ra làm sao rồi chưa kể nữa là nhiều khi nó nhìn thấy cha mẹ sống như thế nào nó lớn lên nó sẽ sống như vậy nó ảnh hưởng ảnh hưởng lớn lắm đó. Nhưng mà nói tóm lại đó, tình yêu nó vẫn là một cái um, cái câu chuyện từ khi khởi đầu của nhân loại cho tới ngày cuối cùng của nhân loại nó cũng vẫn là một cái câu chuyện mà ừ. không có một cái ngôn từ nào trong văn chương có thể tả được hết, mà ngộ ha. Linh thấy Thượng Đế đưa con người ta xuống đây để học yêu thương thì như vậy là căn bản của Thượng Đế chính là tình yêu thương. Mình nghe thì có vẻ là dễ nhưng mà mình học hỏi để mình thực hành thế là lại rất là khó, nhưng mà nó lại là một cái gì đó, một cái sức mạnh mà đi nghĩ đó là sức mạnh khủng khiếp hơn tất cả những sức mạnh khác ấy. Không biết rằng có đồng ý với lại Linh trong cái quan điểm này không? Ừ, ý chị là như thế nào? Tức là vì cái tình yêu mà người ta ừ. có thể có được những cái, cái 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 sự nỗ lực vô cùng là lớn người ta có thể ừ. có một cái, cái ý chí hay là có một Vừa cái qua nghị được lực tất đó. Cả đó người, nó nhờ cái tình yêu nó thúc đẩy đó mà người ta ừ. có thể có cái nghị lực hay là một cái ý chí rất là rất là lớn mà họ có thể thay đổi cả thế giới được. Ừ. đúng vậy. Ừ. Yeah. Có nhiều người nằm trên giường uh, bị bệnh thập tử nhất sinh tưởng chừng như là không qua khỏi nhưng mà vì cái tình yêu gì đó muốn giữ ở lại với người phối ngẫu của mình hoặc là con cái của mình cho nên là cái nhờ cái ý chí của họ vượt ừ. qua được tất cả mà ngay cả khoa học cũng không chứng minh được nữa đúng vậy đó, đúng nó cũng là một cái sức mạnh vô hình gì đó ừ, đúng vậy đó à, nhưng mà kết lại cái câu chuyện ngày hôm nay lúc nãy chúng ta có đề cập đến những cặp vợ chồng hoặc là những tình yêu mà lâu năm rồi à, nó không còn mãnh liệt như xưa nữa nó bắt đầu bị nguội đi à, thì chị đã đưa ra những cái nguyên nhân những cái uh, những cái lý do những cái định nghĩa nó rất là hợp lý rất là thiết thực trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta có lẽ là bận rộn với công việc quá chúng ta bỏ quên không thấy được những cái chi tiết li ti nhỏ đó à, vậy thì bây giờ làm cách nào để mà sang cảm thấy là cái chương trình này nó sẽ có lợi ích cho những ai ở ngoài đó đó À, mà đang nghe cái câu chuyện của chúng ta chị cảm thấy là làm cách nào để cho cái hâm nóng lại cái tình yêu đó để mà được bền vững lâu dài hơn theo linh linh nghĩ là trước hết là hai người phải có đối thoại với nhau phải nói chuyện được với nhau nếu mà mình nói chuyện được thì mình sẽ bàn luận với nhau ví dụ như hai người đều có thể lắng nghe nhau nghe người kia nói và có cái thiện chí cùng cố gắng xây dựng hoặc là mình tìm một cái cơ hội nào đó uh, để mà gia đình spend time với nhau hoặc là nếu mà mình biết là cái người kia sẽ không có nóng tính sẽ không có chối bỏ những cái điều gì mình muốn nói thì mình sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng là mình sẽ nên nói cái gì rồi chọn một lúc nào vui vẻ mà chỉ có hai người hoặc là đi ăn chung với nhau thì ngồi xuống mình nói chuyện. Tại vì vợ chồng linh nghĩ là nên có đối thoại cái đối thoại nó quan trọng lắm để cho mình hiểu nhau hơn được người phối ngẫu của mình đôi khi họ vẫn rất là vô tư nếu mình không nói họ không biết mình nghĩ cái gì hết Thế khi mình giận lên họ lại nói Tại sao em không nói thì sao anh biết được Thì mình sẽ nói là ồ em nói thì anh có lắng nghe em không Ví dụ vậy đó Thì nói, anh lắng nghe thì lúc đó mình sẽ chọn cơ hội mình nói Nhưng mà đừng có nói quá nhiều một lúc Linh nghĩ vậy đó ừ. Nói ít ít một lúc mỗi một lần nói một vấn đề nhỏ nhỏ thôi Hoặc là đừng có lớn tiếng đúng không Chắc chắn là không nên rồi Không ừ. bao giờ nên lớn tiếng hết. Lớn tiếng thì tự nhiên chuyện nhỏ nó thành chuyện lớn nhưng mà có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn Rồi tìm kiếm một cái việc gì làm chung với nhau ừ đi chơi chung với nhau nhưng mà quan trọng là có đối thoại với nhau, có nói chuyện. Rất là hay. Nếu mình nếu mình có đối thoại thì mình sẽ và hai bên cùng lắng nghe nhau đó thì chuyện gì cũng giải quyết được hết. Ừ. Ừ. Chứ nếu mà vợ chồng mà không nói chuyện với nhau thì mình thấy cái mối quan hệ nó sẽ rất là bấp bênh. Ừ. Nhưng nói... mà nhưng mà còn tùy theo nha, ừ. chứ không phải là ai cũng như thế đâu, có những người ừ. đôi khi họ không cần nói mà họ hiểu nhau. Thì nói tóm lại một câu là chỉ cần hiểu nhau là được rồi. Valentine này không cần mua quà đúng không? À, tùy <laughs> theo nữa mình cảm thấy mình có đối tượng để mình mua và mình thích mua để người đó vui thì mình cứ mua còn giống như linh linh không có đối tượng để mua thì không có sao hết. Nãy <laughs> giờ mình nói vậy nhiều khi có ông nào đó bán xe mua quà thật là không được nha. <cười> <cười> chắc không đâu chắc không đâu ai cũng rất là ai cũng rất là biết nhìn túi tiền của mình nhìn ừ. hoàn cảnh của mình chắc ai cũng rất là thông minh. không có nhiều người người ta cũng uh, mù quáng lắm không phải là không phải là mù quáng vì uh, cái gì nhưng mà tại cái tình yêu người ta mãnh liệt quá ừ. đó cho nên là người ta chấp nhận bỏ hết chỉ vì người mình thương thôi chắc chắn cái quan niệm giữa nam và nữ nó khác rồi nãy ừ. giờ linh nói là nó có cái khuynh hướng nó nghiêng về nữ nhiều Đúng. thì ông biết cái quan niệm của san đại diện cho nam giới thì nó như thế nào nó có nó có khác biệt gì nhiều không ừ, chị đang nói với phương diện gì chung chung trong quan niệm về tình yêu đó người con người nữ đó khi mà họ thương yêu một người nào đó thì cái người đó là cả thế giới của họ uh -huh. nhưng mà đối với người nam á, thì cái người nữ mà họ thương yêu đó là một phần rất là tốt đẹp ở trong cảm cái thế giới của họ hoặc là một phần lớn chứ không phải là tất cả không à, John thì John không nghĩ như vậy thì vì John cảm thấy là John không biết là những người đàn ông khác khi mà họ nghe cái câu chuyện này họ có đồng ý với mình hay không à, nhưng mà John cảm thấy là đàn ông á, thường thường không có để ý đến những cái việc li ti nhỏ nhặt đồng như là phụ ý. nữ phụ nữ thì họ rất là chi tiết ừ. đúng không à, cái này cái kia nó phải nếu mà làm mà nghịch ý hoặc là sai một ly thôi ừ. thì có thể là giận dỗi giận hờn chẳng hạn nhưng mà đôi khi người đàn ông họ không để ý đến những cái uh, tiểu tiết đó ừ. nhưng mà không có nghĩa là họ không quan tâm không có nghĩa là họ không họ hời hợt hay là họ thờ ơ đó đồng ý, nhưng, nhưng đồng mà họ chỉ nghĩ đến những cái việc lớn những cái việc mà ừ. thực sự là nó đối với họ là nó có giá trị nhiều nhất ừ. à, nhưng mà nhiều khi cái cái perspective đó cái sự suy nghĩ của hai giới tính nó nó, nó khác nó khá, nó không phù hợp à, cho nên cái điều quan trọng nhất vẫn là cái đối thoại như chị nói đó. Đúng. phải có cái thiện chí mà ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau để mà thấu hiểu nhau hơn ví dụ như có một lần linh chứng kiến một cặp vợ chồng người chồng đi nhậu với bạn ừ. thì người vợ không có vui thế người người vợ lúc đó về sau mới than phiền nói là tại vì em làm gì em cũng muốn có ánh hết á. Em không bao giờ em cũng như là không bao giờ loại anh ra khỏi cái 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 cái, cái lịch của em hết á. Ừ. Nhưng mà nhiều khi anh đi chơi với bạn á, anh không muốn cho em đi. Có nghĩa là cái cái nhìn của người phụ nữ đó là ừ. anh ấy là tất cả, cái gì cũng có anh ấy trong cái picture của em hết. Nhưng mà anh á thì anh lại có em nhưng mà đôi khi anh cũng không muốn có em tại vì anh muốn có bạn của anh. Linh mới thấy rằng ồ như vậy là cái người phụ nữ là một phần rất là lớn ở trong cả một cái thế giới của họ chứ không phải là tất cả. Thành ra cái cái câu hỏi của Linh với sao là như vậy tức là đối người với... nam á, người đúng. nam người ta cũng dành những cái không gian riêng của họ cho những cái thú vui riêng. Đúng. Đối với Nhưng mà không có cái... nghĩa là người thông thương Right, right. Yeah. Đối nhưng đối mà, với Nhưng mà Linh mới hỏi là như vậy đã Linh ừ. hỏi là có đúng không? Có đúng như cái quan niệm hồi nãy đó là cái người yêu đó là một phần rất đẹp ở trong cả một cái thế giới của họ ừ. chứ không phải là tất cả thế giới của họ giống như là người con gái nghĩ nhưng mà cái thế giới đó thì son cảm thấy nó hơi ngây thờ một chút xíu à nói ra có thể là đụng chạm nhiều người nhưng mà theo son được biết thì nhiều, nhiều cái tâm lý của một người đàn ông á có thể là nhiều người nghe cái câu chuyện mà chị nói nó, ô tại sao anh đi chơi với bạn mà không rủ em chẳng hạn như vậy cái suy nghĩ đó là son nghĩ một cái suy nghĩ nó hơi ích kỷ một chút xíu à tại vì tại vì son cảm thấy là có, có lẽ là mình bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa ở mỹ nhiều hay là gì đó mình không biết nhưng mà cái kiểu mà mình lớn lên như vậy Sean cảm thấy là dù là chồng hay là vợ đều xứng đáng có một cái khoảnh khắc riêng à, đôi khi chúng ta không cần phải attach với nhau 24/24 24, đúng không ừ. có nghĩa là nếu như mà vợ của son mà đi chơi với lại bạn của cô ấy mà không có son son ok hoàn toàn ok với cái chuyện đó tại vì cần lắm những cái giây phút như vậy à, nhiều khi nhìn nhau hoài cũng không phải là một điều tốt đâu à, phải có những cái khoảnh khắc riêng nhưng mà phải coi nếu mà anh đi nhậu anh đi nhậu mỗi ngày hay là anh đi nhậu một tuần một lần hay là một tháng một lần hay là một năm một lần nó phải coi tùy thuộc vào cái trường hợp nó như thế nào đúng linh đồng ý là khi mà mình tới một cái tuổi nào đó uh -huh. thì hai người đều có những lúc cần cái không gian riêng đó. ví dụ như đôi khi cái người kia về thăm gia đình mấy ngày nữa họ cần có một cái 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 thế giới cái không gian riêng của họ chứ không có nghĩa là họ không có thương còn cái cái lúc mà còn trẻ mà bồng bột thì đi đâu cũng đeo 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 như sam vậy đó uh -huh. tại vì sợ rời ra một cái thì không yên tâm đó. tức là mình nghĩ cái quan điểm đó nó là cái người phụ nữ không có tự tin với bản thân mình đúng vậy có có vẻ là hơi ích kỷ một chút xíu đó là sẽ theo cái Bởi quan điểm sợ, của Sơn sợ yeah. không có tự tin chứ có, nên thể, nên thể, sợ. có thể Còn nếu mình tự tin ừ. thì thì ok ừ nhưng mà cái gì cũng tùy hoàn cảnh hết. đúng, mình ừ, thấy như vậy. Yeah. mình chỉ nói một cái cái chung ừ. chung thôi chứ còn đúng. mỗi một cái cuộc tình, mỗi một cái, cái cái gia đình là một cái hoàn cảnh khác ừ. nhau cho nên có nhiều cái câu chuyện rất là thú vị để cho mình có thể học hỏi được ở họ nữa. đúng rồi. cho nên anh đi nhậu mà anh đi mỗi ngày hoặc là anh đi hoài rồi anh đi cờ bạc rồi này nọ thì cái đó là không được cái đó là thói hư thật xấu rồi đúng không? cái đó mình không nói tới. đúng rồi. Dạ. Yeah. Ừ. À, vâng. hôm nay mình cái câu chuyện này cũng rất là thú vị đó. không biết là chị còn điểm nào chị muốn nhắc tới nữa không? thì linh chỉ muốn thắc mắc về cái ừ. quan niệm của người nam nó có cái nhiều cái sự khác biệt so với người nữ hay không thôi ừ. linh thì linh nghiêng về cái khuynh hướng của người nữ nhiều nhưng mà người nam đôi khi họ cũng có những cái cái quan niệm của họ cũng cũng hay lắm mà mình cũng cần tìm hiểu thì thì thì, thì linh muốn hỏi san về cái chuyện đó như là ví dụ như người nam quan niệm như thế nào khi mà cái tình yêu nó ở cái tuổi 20 thì mình nói nó 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 bồng bột đúng không nó bồng bột bộ bộ và bộp. nó 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 mãnh liệt ừ. Ví dụ như mình qua tới một cái tuổi nào đó, 30 nó như thế nào, 40 như thế nào, 50 như thế nào. Theo San thì nó có còn mãnh liệt, ví dụ như ở một cái tuổi 40 đi, gặp một cái người mà mình yêu đó, một uh -huh. cái người mà mình thích đó, liệu cái tim mình nó có đập mạnh như là lúc mà mình mười mấy tuổi không? Uh -huh. Hôm nào Linh phải hỏi các cô bác lớn tuổi hơn phải, ví dụ như là, là 50, hỏi như 50 uh... mấy 60 bảy yeah. 70, cái trái tim họ nó có đập mãnh liệt như là cái lúc uh -huh. còn ngồi ghế nhà trường không? Linh muốn tìm hiểu về điều đó. <laughs> À, không biết không biết nghĩ sao nhưng, nhưng mà một điều Son biết là cái đó phải hỏi mấy anh mà độc thân nó chưa chưa yêu ai đó à, không, thì có thể là không lẽ là đến 50 tuổi mà chị yêu ai no 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 ừ. no 50 60 70 người ta đôi khi người ta đã từng lập gia đình rồi con gái người ta ra trường rồi đôi khi ừ. người ta cũng đi qua những cái lần thất bại rồi đối với nhiều người thì Son không biết nhưng mà Son cảm thấy là à, đúng như chị nói đó 20 30 nhiều khi mới quen nhau cái tình yêu nó còn mới thì nó còn mãnh liệt nhưng mà đàn ông mà bước qua tuổi 40 rồi thì có nhiều thứ lắm Không còn là một người để mình chăm sóc nữa Mà cả gia đình mình phải chăm sóc Rồi còn cái sự nghiệp của mình nữa Đó, cho nên là có rất là nhiều thứ phải lo uh, Hoặc là phải quan tâm, xây dựng Cho nên là đôi khi nó cũng bị rất là rối Nhưng mà để mà nói uh, Phân tích cụ thể Chi ly từng tí một Thì sao nghĩ là phải cần rất là nhiều thời gian Mình ngồi xuống mình nói từng cái Từng cái khía cạnh một trong cuộc sống Thì mới thể hiểu hết được mình thắc mắc không biết là ví dụ như khi tới cái tuổi mà có những cuộc tình ở cái tuổi ngoài 60 ừ. họ vẫn đến với nhau tức là hai bên đều đã đổ vỡ và con cái đã lớn rồi ừ. họ đến với nhau mình thắc mắc là không biết khi họ gặp nhau đó cái tim nó có đập mạnh giống như là cái lúc mà ngồi ghế nhà trường không hôm nào mình phải à, nếu mà có thể được bao mình, nhiêu tuổi mình, bao nhiêu tuổi ở đó? cái, ở cái độ tuổi như bằng cô chú của mình vậy đó ví dụ à, à. như khoảng ở cái lứa tuổi như là 60, 60 70 bởi vì có những người người ta 70 80 người ta cũng làm đám cưới vậy đúng đúng. thì mình muốn tìm hiểu là cái tình yêu ở cái giai đoạn đó ừ. cái giai đoạn trẻ thì mình cũng đã đi qua rồi mình biết rồi nhưng mà cái giai đoạn đó đó cái cảm xúc á nó có giống như là cái lúc trẻ không đó là điều mà Linh đang muốn tìm hiểu rồi sẵn ở đây thì mình tìm hiểu luôn đi mình hỏi những cô chú bác mà đang xem cái chương trình này những uh, cô chú bác lớn tuổi những cô chú bác mà u 80, u 70 hãy để lại lời bình luận hoặc là gửi email đến cho chúng tôi người việt hải ngoại 2024 gmail.com người việt hải ngoại 2024 gmail.com nếu như các cô chú bác mà có những cái kinh nghiệm sống những uh, bài học sống nào đó để mà giúp cho thế hệ trẻ có thể uh, duy trì hoặc là giữ vững được cái tình yêu của mình thì mong là các cô chú bác hãy chia sẻ cái điều đó à, Và như là chị Mỹ Linh vừa mới nói Có cô chú bác nào mà vẫn còn thổn thức Vẫn còn bị tiếng xét ái tình <laughs> Tim đập mạnh à, <laughs> Thì hãy chia sẻ để cho à. chúng tôi biết được Để mà chúng ta có thể chia sẻ trong những chương trình lần tới nhé. Vâng à, Mặc dù tình yêu nó có đôi khi nó tàn khốc Đôi khi nó để lại những cái hệ lụy mà người ta tiếc hoài Nhưng mà Linh nghĩ là đừng có sợ yêu Đừng có sợ mình nhìn tình yêu rộng ra ở nhiều góc cạnh của cuộc sống, mình yêu thương cuộc sống, yêu thương đồng loại, yêu thương tất cả những gì xung quanh của mình. Yeah. Nếu mà mình không tìm được một cái nửa để mình yêu thương thì mình có nhiều tình yêu ở nhiều góc cạnh khác cho nên linh nghĩ là đừng đừng có sợ yêu thương. Cứ yêu thương cho nhiều vào thì mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Mình càng có nhiều tình yêu để trao ra thì mình sẽ càng hạnh phúc. Mình mình chắc chắn là mình sẽ có nhiều tình yêu để trao ra lắm chứ này, con cái này, cha mẹ này, đồng nghiệp này, bạn bè này uh -huh. rồi những cái gì mình có ở cuộc sống của mình nè một cái đam mê nào đó đấy, mình mình bỏ hết cái tâm tư và mình cứ yêu thương thật là mãnh liệt đấy. linh nghĩ mỗi một ngày mình sẽ thấy cuộc sống của mình nó càng ngày càng thăng hoa Rất và là và cái điểm mà linh thích học hỏi được ở đây đó là khi mình có tình yêu mà mình sống với tình yêu mà mình trao ra mình trao ra thì mình sẽ trao ra không bao giờ đủ hết ừ. bởi vì mình sẽ có hoài để mình trao ra và lúc đó là linh thấy là mình sẽ tìm được hạnh phúc Linh à. nghĩ cái căn bản của hạnh phúc của cá nhân Linh đó là khi mình sống mình cứ trao ra thôi. Mình cứ thương yêu xung quanh, xung quanh của mình, xung quanh mình, mình mình không có ích kỷ đó thì tự nhiên cái lúc đó hạnh phúc nó sẽ đến với mình. Không phải hạnh phúc là có một người đến, không phải. Mà là hạnh phúc là khi mình nhìn thấy mình có thể làm được một cái điều gì tốt đẹp cho xung quanh. Đó. Thì tự nhiên mình feel thấy mình vui lắm và cái lúc đó là hạnh phúc nữa. Cho nên hạnh phúc nó không có khó tìm. Hạnh Đúng. phúc luẩn quẩn ở quanh mình từng trong góc cạnh Trong cái ngõ cách của cuộc sống nó nhỏ xíu à Nhưng mà mình không cần tìm đâu xa Mình tìm ngay xung quanh mình là hạnh phúc cho nên, nên Linh nghĩ là Ở đây Linh cũng muốn chia sẻ đó là Đừng có ngại thương yêu gì hết Cứ thương yêu trong mọi cái góc cạnh của cuộc sống Mình cứ thương yêu và chia sẻ và trao ra cho những người xung quanh của mình không cần nhất thiết là cái nửa kia đâu không phải nếu mình không có nửa kia cũng không sao hết mình không có nửa kia mình có nhiều cái cách khác để mình thương yêu nữa chị nói đúng đó tại vì sao nghĩ là có nhiều người họ chưa có nhìn ra được tình yêu hoặc là những người ta chưa có nhận lãnh được cái tình yêu tại vì từ trước giờ họ chỉ quen với cái chuyện gọi là nhận lợi, nhận lại nhận lại nhưng mà không có trao ra ừ. đó thì đó là những người mà họ sẽ cảm thấy đó là một cái điều rất là thiếu sót khi nếu mà chúng ta trao ra càng nhiều thì có lẽ là tình yêu sẽ được thăng hoa, à, nó nằm ở chỗ đó. Mình trao ra nó càng nhiều đó thì mình sẽ càng thấy mình hạnh phúc. Linh uhm. học được cái điều đó từ những cô chú các anh chị đi trước, những người họ sống không bao giờ ích kỷ hết đó, họ sống họ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của người khác thôi, uhm. làm cái gì cho người ta vui, nghĩ đến lợi ích của xung quanh, cái tự nhiên mình cảm thấy khi như thế đó thì mình cái cái mình hay hay học được đó là cái cái điều mình đáng ngưỡng mộ đó là lúc đó con người ta biết khiêm nhường. Ừ. khi mình biết trao ra là lúc đó mình mình bớt đi cái tôi cái ích kỷ của mình mình biết khiêm nhường xuống cái tôi cái ích kỷ của con mình nó sẽ đưa đến cái lòng tự cao tự đại và rồi mình sẽ xa rời xa rời xã hội xa rời tất cả bởi vì mình mình tự cao tự đại quá nhưng mà cái cái nguồn gốc của cái tự cao tự đại là cái gì là cái sự sợ hãi thôi ừ. sợ người ta hơn mình tại sao mình cứ muốn lấy vào mình không trao ra là bởi vì mình cứ sợ là mình không có đủ nhưng mà linh nghĩ là mình cứ trao ra đi đôi khi mình không biết được rằng mình có khả năng là bao nhiêu đâu đôi khi cái khả năng trong mình nó là vô tận mình cứ sống đừng có sợ yêu thương gì hết linh nghĩ như vậy đừng có sợ yêu thương cứ cứ sống thương yêu xung quanh và vui vẻ và tử tế với mọi người đó thì linh nghĩ cái hạnh phúc nó sẽ đến mỗi một ngày bởi vì linh thì linh thấy rằng người xung quanh mình vui người xung quanh mình hạnh phúc là lúc đó chính mình mình thấy mình hạnh phúc ấy chứ ừ. đâu phải là mình phải nói một cái điều làm cho người ta đau đớn hay cái gì mình thấy người ta đau khổ mình mới hạnh phúc linh không quan niệm cái đó là cái điều đúng đắn thì không biết linh có cái gì sai nếu mà sai thì hy vọng là sẽ được uh, đóng góp ý kiến. Yeah. Uh, Nha. nãy giờ chưa thấy chị nói cái gì sai cả nhưng mà cái này chắc phải hỏi ý kiến của quý vị khán thính giả xem chương trình này uh, mong là quý vị hãy ủng hộ cho chương trình bằng cách subscribe và ấn nút like và hãy để lại like, lời bình luận, góp ý cũng như là quý vị có những cái câu chuyện nào hay, thú vị muốn chia sẻ hoặc là muốn góp ý cho chương trình thì hãy gửi email đến người việt Hải 2024@ gmail com Cảm ơn chị Lưu Mỹ Linh đã có mặt trong ngày hôm nay một lần nữa và đưa ra những cái nhận xét về ngày lễ tình yêu rất là thú vị. À mình quên chưa chúc, ừ. chưa chúc ngày lễ tình yêu mình phải có lời chúc. À phải có lời chúc chứ hả? Ừ. Ok, Sáng rồi mời chúc chị chúc, chúc trước. <laughs> Um, xin kính chúc tất cả quý vị um, có được thật là nhiều tình yêu uh, tình yêu trên mọi phương diện của cuộc sống và ngày hôm nay là ngày để vinh danh tình yêu nhưng mà Linh nghĩ là trong 364 ngày còn lại đều là ngày để chúng ta trao gửi tình yêu của mình cho tất cả uh, những người xung quanh vạn vật xung quanh và ngay cả cuộc sống của chính mình và điều quan trọng hơn nữa đó là yêu thương chính bản thân mình chăm sóc cho chính bản thân và yêu thương chính mình thì như vậy mình mới có thể yêu thương được tất cả mọi người xung quanh Wow, một lời chúc rất là ý nghĩa, đầy ý nghĩa luôn, rất là hay. Sau đây cũng chúc tất cả quý vị hoặc là những cặp trai gái ở đâu đó đang nghe chương trình này một ngày lễ tình yêu thật là đầm ấm và có ý nghĩa nhất nha. Và đừng quên đối thoại với nhau, thấu hiểu nhau để mà chúng ta mãi mãi duy trì cái tình yêu của chúng ta. À, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi một lần nữa và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thân ái kính chào. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng. Tất cả các vật liệu được sản xuất tại Mỹ, có chương trình financing không tiền lời, shipping trên 49 tiểu bang Hoa Kỳ và các thành phố lân cận. Điện thoại 714-897-6100, 714-487-7889 và Teletron, chuyên bán ghế massage cao cấp 100% sản xuất tại Nhật Bản và các sản phẩm luxury khác. Điện thoại 1877 892 -6900. 6999 1877 892 6999 hoặc vào trang nhà teletronusa.com Xuân về rực rỡ nắng chan hòa nơi nơi rộn rã tiếng hát ca lời chúc đầu năm trân trọng nhất gửi đến đồng hương khắp gần xa Happy to easy kính chúc quý đồng hương năm rồng vạn sự hanh thông. Happy to easy đang bớt 500 đô cho nệm cao su cứng chống đau lưng. Có finance không tiền lời và có shipping nệm cao su đi các tiểu bang. Happy to easy 7148976100 hay 7144877889 chúc mừng năm mới đón mừng năm mới đồng hương phương xa về thăm Little Sài Gòn Nam Cali nhớ đến tham dự đại nhạc hội mừng xuân giáp thìn 2024 hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Teletron trên đường Bô gốc góc Magnolia trong khu linh tượng Đức Thánh Trần bên cạnh Phước Lộc Thọ trong suốt 3 ngày thứ bảy ngày 10 chủ nhật ngày 11 và thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày mùng 1 mùng 2 và mùng 3 Tết từ 1 giờ trưa tới 8 giờ tối quy tụ hơn 80 ca nghệ sĩ và người mẫu duyên dáng sẽ cống hiến một chương trình tân cổ nhạc vô cùng đặc sắc hai kịch vui tươi sống động và trình diễn thời trang mới lạ đẹp mắt có mỗi lần khai mạc và đốt pháo trong suốt 3 ngày đại nhạc hội. Đặc biệt, tất cả quý khách đều được tham dự trò chơi lô tô hoàn toàn miễn phí với những giải thưởng giá trị may mắn đầu năm ship gọi 714 898 6999. Đón mừng năm mới, kính mời quý khách hàng đồng hương cùng Teletron tống cụ nhân tân tha hồ lựa chọn những loại nệm cứng chống đau lưng Italy, ghế massage làm tại Nhật, bàn ăn sofa 100% made in Italy để thay thế những món đồ hư cũ lại còn được bay bác từ 500 đến 1.000 đô la. Ghế massage LE Neo Model 2024 hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi giá 17.000 đang được giới thiệu với giá đặc biệt 16.000 được bay bác 1.000 đô la. Nệm cứng chống đau lưng luxury Lamborghini Italy giá 13.000 sale 8.999 đồng được buy back 800 đô la và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Ngoài ra, cao hồng sâm 6 tuổi cô đặc một hộp 4 lọ, mỗi lọ 500 gram giá 200 đồng sale 68 đồng. Nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật chỉ 86 đồng. Dương trị liệu massage nhiệt Serachem Master V6 made in Korea đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là Medical Device với chức năng kéo giãn cột sống và châm cứu nhiệt, có khả năng chữa trị các chứng đau cổ, nhức vai, đau tê tay, đau thắt lưng, thần kinh tọa. Giá 8 ngàn, sale 5 ngàn đồng, trả góp không tiền lời, tặng thêm quà đặc biệt. Đón mừng năm mới, quý khách đừng bỏ lỡ cơ hội tống cụ nghìn tần với chương trình chơi in từ 500 đến 1 ngàn đô la mỗi năm chỉ có một lần tại Teletron. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877 892 6999. Tranh nhà Teletron USA.com cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay kính chúc tất cả quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng vàng sự như ý cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay nếu quý vị thích chương trình này xin hãy bấm nút like subscribe hoặc là follow và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi son lê ra video mới và đừng quên hãy xem những video khác của son lê tv nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonlayshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc xâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc xâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông ngăn ngừa đột quỵ tăng khả năng tập trung của trí não chống mệt mỏi lao lực giảm căng thẳng thần kinh hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ giảm lượng cholesterol hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường giảm lượng đường trong máu ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể giúp giải độc gan phục hồi chức năng gan phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan gan nhiễm mỡ sơ gan hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư Hắc xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ 399 đô la trở lên. Quý vị hãy order online at www.sonlayshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348. 714-703-6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sonlay TV.